Ngày 9 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt PC08, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhằm hạn chế tối đa việc tranh luận giữa cảnh sát giao thông và người vi phạm, PC08 triển khai kế hoạch tăng cường dùng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị ghi hình, máy đo tốc độ có ghi hình, hệ thống camera giám sát, hệ thống đo tốc độ tự động. PC08 sẽ bố trí cán bộ túc trực các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, ghi hình ảnh vi phạm như dừng, đỗ không đúng quy định, chạy vào đường cấm, khu vực cấm, chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ. Tổ cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát sẽ nhận được thông tin, dừng xe để xử lý. Người vi phạm được xem hình ảnh vi phạm, nếu có. Nếu chưa có ngay hình ảnh tại nơi xử lý vi phạm, người dân sẽ xem hình ảnh khi đến đơn vị. Trường hợp không dừng xe ngay, cán bộ sẽ ghi lại hình ảnh, chuyển cho cán bộ trích xuất hình ảnh để gửi thông báo cho chủ xe, yêu cầu chủ xe đến đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông để giải quyết vụ việc.